Đây là xét tôn ẵng. Rồi, giới thiệu con này trước đi. Đây con bót xây móc, bót nhẹ xuống. Ừ, thì bác Con cũng này dùng cái bụng phía sau để đẻ ra quả trứng và có con ấy vật cũng như nhện. Con này thì chưa từng ngừa ra, trên cái tay nó là cái gì đấy? là cái con đã chui ra từ người này. Nếu con này bám mà thì trong vài giây con sẽ chết, tại vì đã ký sinh con này vào người và sau đó người đó sẽ bị con nhỏ này chui ra không ngờ rồi biến thành con giống vậy. Con này nó hả, biến thành con này hả? Đúng, đây con bình thường, còn con đây con chúa nó Còn có con này lửa là con gì? tấn công. Con này là con gì? Con này là con gì? Con em. Hay quá, tuyệt vời. Đây con ký sinh trùng game Minecraft. Con kiến. Đẹp quá. Con này tôi làm khá dễ. Nè bố, có được cái này.